Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác yêu lan trên cả nước nha. Hôm nay em lên mấy giò lan thuần trong vườn để bán cho các bác nhá. Cái chậu đầu tiên nhá, hoàn thảo đôi chồn này. Đấy các bác thấy chưa, đẹp chưa? Hả? Có chứ. Hình số đầu tiên nhá, hình số đầu tiên nhá các bác nhá, là hoàn thảo đôi chồn này, rất là xanh luôn này. Xanh này, đẹp này. Trùng vào cái cục lúa này nhá các bác nhá. Cục lúa này. Hình này là hình số đầu tiên nhá. 480.000 cho cái chậu này, cho cái giò này nhá. 2 4 6 8 9 10 11. 11 cây, 11 cây nhá. Đây là hoàn thảo đôi chồn nhá các bác nhá. Đây, dế cho các bác xem cái dế của nó này. Đấy, cái dế của nó bắn hết xung quanh đây rồi nhá các bác nhá. Hình số đầu tiên là 480.000. Cho hình số đầu tiên nhá. Hình số thứ hai này, hình số thứ hai này là quế chấm 88 nhá các bác nhá. Quế chấm 88 này, một cục nguyên bản này. Một mẹ hai con. Một mẹ ba con, ở một mẹ ba con này. Đây, cái con trên này thì hơi to này. Có một ngồng hoa đây nhá các bác nhá. À, ngồng hoa khá dài rồi nhá. Ngồng hoa đây nhá. Mà cái mẹ của nó là ở dưới này nhá. Thân mẹ của nó đây. Có hai thân nhỏ nhỏ này. Một, hai này. Một cụ nguyên bản thế này là hình số 2. Em bán giá là 600.000. 600.000 cho hình số 2 nhá. Quế chấm 88 nhá các bác nhá. Quế chấm 88 nhá. Một cụ nguyên bản rất là đẹp luôn. Cái giò tiếp theo này, giò này là hoàn thảo đôi chồn này, khá nhiều thân luôn. Đây các bác thấy rồi, ở đây thì nó lá có một cái thanh thân ở dưới này này, lá hơi lối một tí nhá. Đó, nhưng mà cái chậu này là được khá nhiều thân luôn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Được 14 thân có lá này, được 14 thân nhá. Trồng vào cái miếng gỗ này nhá các bác nhá. Đây trồng miếng gỗ này này. Dế thì bán khá nhiều rồi, các bác yên tâm về cứ thế là cứ để thế này mà treo thôi. Hành số 3 hoàn thảo đôi chồn 350.000. Đây, cho quay đằng sau cho các bác xem này. 350.000 nha các bác nha. Hành số tiếp theo này, hành số 4 nhá. Hành số 4 này, dáng hương tam bảo sắc này. Dáng hương tam bảo sắc này, rất là đẹp luôn nha các bác nha. Có 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Được 9 ngọn này. Được 9 ngọn nha, được 9 thân có lá nha các bác nha. Đây các bác thấy dế của nó chưa? Dế chán của nó rất là nhiều luôn này. Trồng vào cái cục gỗ này nha. Cái cục gỗ này thì nó cũng mòn rồi. Mòn rồi về các bác thay chậu nhá. Thay chậu cho em nhá. Thế này là buộc vào cái thân khác rồi được. Buộc vào cái thân khác thôi. Hình số 4, dáng hơn tam bảo sắc 400.000. 400.000 nhá các bác nha. Đấy, 400.000 rất là đẹp luôn này. Tam bảo sắc là lá xếp này. 1.500.000. Cái cục tiếp theo này, một cái giò chồn nguyên bản này, bản lá rất là to luôn. Vừa to lại vừa dày nữa này. Vừa to lại vừa dày nhá các bác nhá. Em đếm xem nào được mấy cặn lá nhá các bác nhá. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bên này là được 9 nhá. Còn bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một bên 7 này, một bên 9 này. Tính là 8 cặn lá nhá các bác nhá. Tính 8 cặn lá nhá. Bên này thì không tính là có một cái lá ngắn ngắn nhỏ thế này. Em không tính nhá. Đây, cái này rất là đẹp luôn này. Cho vào trong chậu này, cục nguyên bản này. Bọn em đặt vào trong chậu, cái chậu này nhá. Chậu này là chậu 30. Cục này rất là đẹp này. Khả năng là cái cây này là quá đẹp luôn này. Bắt nào có tiền mua cái loại cục này về chơi thì rất là đẹp luôn này. Săn năm nó to lên là quá đẹp luôn. Hình này là hình số 5, hoàn thảo đôi chồn, dáng hơn đôi chồn nhá. 1.500.000.
1.500.000 cho cái cục này nha các bác nha. Thanh số tiếp theo cũng là hoàn thảo, cũng là hoàn thảo đôi chồn này. Thanh số 6 nha. Thanh số 6. Ui, này sao cao nhỉ? Đẹp mà. Thanh số 6 nha. Bán cho các bác giá là 800.000 nha các bác nha. 800.000 cho cái cục này này. Này là 1, 2, 3, 4, 5. Được 5 ngọn thôi. Nhưng mà nó có 3 ngọn rất là to luôn. Các bác thấy chưa? Ba ngọn này rất là to luôn. Bản lá của nó rất là dài này. Nó dài này, dài hơn được đấy, được 40 này. 40 luôn nhá. Loại thân chồn này rất là đẹp luôn này. Xanh này, vừa xanh vừa đẹp nhá. Trồng vào cái cục gỗ này nhá các bác nhá. Thanh số 6 hoàn hảo đôi chồn 800.000. 800.000 cho cái cục này này. Thanh số 7 này. Thanh số 7 này, dáng hương tam bảo sắc này. 250.000 cho cái cục này. 250.000 nha, thanh số 7 hoàn ở dáng hương tam bảo sắc. 250.000 nha các bác nha. Đây 250.000 xem các bác được bao nhiêu thân nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Được 11 ngọn này, được 11 thân có lá này các bác này. Đây cái vào củ lúa này, củ lúa này rất là cứng luôn, thoải mái nhá. Cục lúa này thoải mái chơi tầm 6-7 năm nữa nhá. Hình số tiếp theo, hình số 8 này. Loại này là ở chỗ vườn em thì rất là hiếm này, hiếm có nhá. Lụa vàng nhá, tên là lụa vàng nhá các bác nhá. Cả vườn đây là chỉ có là 3 chậu thôi, 3 chậu thôi nhá. Bác nào chưa có thì mua cái loại này về siêu tần nhá. Trồng vào cái cục dớn này, rất là cứng luôn. Loại dứa đặc biệt, cái loại dứa này chơi được khá lâu nhá các bác nhá. Hành này là hành số 8 này. 300.000. 300.000 cho cái giò lụa vàng này nhá các bác nhá. Đây, giò này tuy bé thôi nhưng mà được hoa của nó thì nó là hoa Tết thôi. Với lại hàng này là hơi hiếm nên bọn em bán cũng hơi cao một tí nhá các bác nhá. Đây rất là đẹp luôn này. Thấy chưa? Giò tiếp theo nhá. Kiều lục bát nhá các bác nhá. Kiều lục bát này. Kiều lục bát nhá các bác nhá. Chậu này là hành số 9. Đây nó có khá nhiều thân luôn. Mấy thân này là thân non này, thân non nó vừa phát triển lên rồi. Ở dưới này là mấy cái mầm non của nó cũng đang lên nhá. Hiện tại là chưa thấy lên nhưng mà bây giờ nó có mấy thân non của nó khá dài rồi này. Đợt này là rất là nhiều thân luôn. Khá nhiều thân nên không đến nha các bác nha. Không đến nha. Hình này là hình số 9. 1.100.000. 1.100.000 cho cái giò kiều lồng bát này nha các bác nha. Đây. Lá nó rất là đẹp luôn này. Xung quanh này. Xung quanh này tỏa ra rất là đẹp này. Thon gọn nhìn rất là xinh nha. Hình số 10 này. Hình số 10 này. Hoàn thảo đôi chồn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 cây. Đây có một cây ở đây. Nhưng mà cây này nó hỏng rồi, bọn em nhổ đi nhá. Ra cây này là 7. Trồng 7 thân cơ. Nhưng mà nhổ đi rồi có 6 thân thôi. 2, 4, 6 được 6. Còn 6 thân còn lá thôi. Cái này bán cho các bác giá hình số 11 ở hình số 10. 800.000. 800.000 nha các bác nha. Đây 800.000 này. Các bác xem ở đằng sau này, dế bán nó. Dế bán khá nhiều luôn nha. Xung quanh này là toàn hàng dế của nó hết nha các bác nha. Hình số 10 hoàn thảo đôi chồn 800.000. Cái giò tiếp theo này. Một giò dáng hương tam bảo sắc này, lá sét nhá các bác nha. Đây, các bác thấy chưa? Hai cây trên đầu này rất là sét luôn. Lá của nó hơi vàng vàng này, thân của nó hơi vàng vàng này. Là do cái loại này nó phơi nắng nha. Nó phơi nắng trực tiếp nên nhìn hơi vàng một tí nhá các bác nha. Hơi vàng vàng nhưng mà cái màu vàng này là màu vàng rất là đẹp luôn. Thấy chưa các bác thấy chưa? Lá sét cực đẹp nhá. Có 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, được 7 ngọn nhá. 250.000 cho cái cục này. Đấy, bắt nào nhanh tay thì được cái cục này nhá, rất là đẹp luôn. Tao màu sắc lá xếp này. Đây, rất là đẹp luôn. Cái loại này phơi nắng, các bác yên tâm về dòng này phơi nắng á. Đặc biệt cái dòng này là nó thích gió nhất nhá. Bác nào mua về thì treo ở chỗ nào nó có gió thoáng mát, nhiều gió nhá. Hình số 11 nhá, 250.000. Cái cục tiếp theo cũng là dáng hương tao màu sắc. Dáng hương tao màu sắc nhá. Loại này thì hoa rất là thơm luôn. Cái chậu này thì nhỏ hơn nhưng mà được rất là xinh luôn. Tan bỏ sắc lá xếp. Đây các bác thấy thân này xếp chưa? Xếp đẹp chưa? Kể cả thân này cũng xếp đẹp này. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, cái giò này là 8 ngọn này. 250.000 cho hành số 12. 250.000 cho hành số 12 nhá các bác nha. Chậu này thì nhỏ thôi, nhẹ. Một giò tiếp theo này. Dòng này thì nó nở hoa rồi nhá các bác nhá. Nở hoa, hoa tàn rồi. Đây cho các bác xem mặt hoa của hoàn thảo tam bảo sắc này. Dòng này là dòng hoàn thảo tam bảo sắc nhá các bác nhá. Đây cái hoa của nó, mặt hoa của nó đấy. Mặt hoa của nó là hình như là 5 màu hay sao nhỉ. Một tím này, một vàng này, một trắng này, lại còn màu hồng nữa này. Đấy, khá nhiều màu luôn nhá. Đây, mặt hoa của nó rất là đẹp luôn này. Chậu này thì hết hoa rồi, hoa tàn rồi, gửi cho các bác là hoa tàn hết rồi nhá, không được chơi hoa nhá các bác nhá. Hình này là hình số 13. Hoàn thảo tam bảo sắc 250.000. Đây 250.000. Chậu này rất là sung xê luôn, nó tỏa ra nhiều phía luôn. Cái giò tiếp theo này cũng là hoàn thảo tam bảo sắc này. Giò này 200.000 này. Giò này 200.000 nhá. À, dòng này có một cái dòng hơi lạ lạ đây này. Cũng là hoàn thảo Henzi này. Hoàn thảo Henzi nhá, hoa vàng đây. Là hoa vàng này. Còn đây là hoàn thảo tam bảo sắc này. Đây, có hai loại lan này trùng chung nhau nhá các bác nhá. 200.000 cho hình số 13. Hình số tiếp theo quế chán tháng 8 nhá. Hình số 14 quế chán tháng 8. Nó được 2, 4. Được 4 ngọn nhá. Được 4 ngọn này. Hoa của nó là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được 7 bông hoa nhá các bác nhá. Được 7 bông hoa này. Thân này là nó bị mất ngọn rồi. Sao nó đẻ ra này. Nó đẻ nhánh này. Nó đẻ nhánh thêm một cái nhánh này, con ở đây nhá. Chậu này thì kép vào cái cục lúa này nhá. Cục lúa này rất là cứng luôn. Về các bác cứ treo thế này cho em thôi. Đặc biệt là cái loại hoa quế chán tháng 8 này, hoa rất là thơm nhá. Hoa trắng. Hoa trắng nhá, rất là thơm nhá các bác nhá. Hình số 15. 900.000. Cô này 900 hay là 900.000, 800.000 nhá các bác nhá. 800.000 nhá. Đây rất là đẹp luôn. Có 4 ngọn thôi. Được 7 bông, được 7 bông hoa nhá. Này có tiền không? Hình số tiếp theo này, nhạn tháng 4 nhá các bác nhá. Nhạn tháng 4 trồng vào cái miếng gỗ này này, đặt vào cho cái chậu sứ này nhá. Này là hình số 16, 300.000. Thôi thân nó ngắn thôi nha. Các bác được có nhiều bác cứ hỏi là thân nó dài tầm bao nhiêu, cao tầm bao nhiêu này. Em đo cho các bác này. Thân này là được 12 thôi, chắc tầm khoảng 12 thôi nhá. Tầm khoảng 12 cm thôi. Nó 2 4 5 được 5 cành lá này. Có 2 thân thôi, 2 thân thôi nhá. 300.000 cho hình số 16. Yeah.
em lên tiếp cho các bác nhá. Anh số tiếp theo này, anh số 17 nhá các bác nhá. Một chậu hoàn thảo kinh thoa rất là to luôn. Các bác thấy chưa? To chưa? Đây, cả người em này, che hết cả người của em rồi đây này. Các bác thấy chưa? Rất là cao luôn. Chậu này là anh số 17 hoàn thảo kinh thoa 250.000. Rồi, rất là to luôn nhưng mà bán rất rẻ nhá. Bán rẻ nhá các bác nhá. Cái dòng này là về các bác cứ cho phơi nắng thoải mái luôn. Dòng này là ăn nắng nó thích nắng. Thường thường cái dòng này nó mọc trên cây rất là cao luôn. Anh số 17 hoàn thảo kinh thoa 250.000. Đây 250.000 rất là to này các bác này. Các bác thấy chưa? To chưa? Một cái giò tiếp theo này. Một giò phi điệp vàng này rất là vít luôn. Siêu phẩm nha các bác nha, siêu phẩm rất là đẹp luôn. Thấy chưa các bác, thấy chưa, sung xê chưa. Toàn thân tơ, toàn thân có lá thôi. Thân già thì chả thấy đâu, toàn thân tơ nhá. Cái này là toàn thân hoa nha các bác nha. Năm nay là nó sẽ cho hoa nha, cho hoa vào tháng 8 hoặc tháng 9 nhá các bác nha. Phần tháng 9, phần tháng 8 hoặc tháng 9 nó sẽ cho hoa nha. Đây cái chậu này là có một số cái thì nó đang sưng mát rồi, nó đang có mắt chắc trắng rồi. Nó có mắt chắc trắng rồi nha các bác nha. Đây, ví dụ như thân này đây, đang có mắt rồi. Có mắt đang sưng mắt tí rồi nhá. Cái chậu này là khá nhiều thân luôn. Bao nhiêu? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hơn 20 thân nhá các bác ạ. Hơn 20 thân này, có một thân ở đây thì nó bị gật đây này. Nó bị gật đây nhá các bác nha. Nó bị gật thân này thôi. Nhưng mà không sao, nó vẫn ra hoa bình thường. Hình số 18 phi điệp vàng 1.500.000. 1.500.000 cho bác nào chơi cái giò này nha. Siêu phẩm rất là đẹp luôn này. Cái giò tiếp theo này, giò tiếp theo này. Giò này là 250.000 cho cái cục này nhá. Hoa nó tàn rồi mà em bán rẻ thôi. Hoàn toàn rồi bán 250.000 nha các bác nha. Hành số 18 tiểu quế. Đây 19 à. Hành số 19 nha các bác nha. Hành số 19 này tiểu quế này nở hoa rất là nhiều luôn. Giờ là nó tàn hoa rồi các bác ơi. Tàn hoa rồi nha. Về là vẫn có bác ở gần thì về vẫn được chơi nha. Có bác nào ở xa thì gửi về héo hết, không được chơi hoa nữa. Đặc biệt cái dòng này hoa rất là thơm luôn. Hoa nhỏ nhưng mà rất là thơm luôn nha. Hành số 19 tiểu quế 250.000. Hành số 20 này, hoàn thảo muôi tua này. Hoàn thảo muôi tua hoa vàng này các bác thấy cái đây cái hoa mặt hoa của nó chưa? Cái chậu này nở rồi. Chậu này nở hoa nhá. Còn một số bông đang xanh này chưa nở này. Và gửi cho các bác ở xa thì chắc có khi nó nở trong thùng luôn này. Chậu này là hành số 20. Bán cho các bác là 200.000. 200.000 nhá. Đây nó thon gọn thôi. Chứ nó không to mấy nhá các bác nhá. Đây. Không to mấy nhá các bác nhá. Một dề tiếp theo, một dề phi điệp vàng rất là to luôn. Vừa to vừa dài này. Cái hoa này này. Các bác thấy chưa, hoa nó rất là nhiều luôn này. Hoa nó chi chít luôn này. Đây, các bác thấy chưa, một cái mắt của nó là có 2, 4. Một cái mắt của nó là có 5 bông hoa. Có một số mắt thì nó ít hoa hơn. Một số mắt thì có 4, một số mắt thì nó có 3 thôi. Đây, mấy cái mắt của nó rất là nhiều hoa luôn này. Các bác thấy chưa, hoa nó rất là nhiều luôn nha. Thân này cũng thế nha. Thân này cũng đang hoa, đang nhỏ này. Cả thân này cũng có hoa nha. Hoa hết nha các bác nha. Nó là một thân này, hai thân, 3, 4, 5, 6. Được 6 thân nhá. 6 thân và có 3 cái ki này. Đây, cho các bác xem 3 cái ki của nó này. Ki của phi điệp vàng rất là dài luôn này. Thấy chưa, em đứng xa này. Đấy, đứng xa của nó rất là dài luôn này. Đây, loàng hoàng rất là đẹp luôn nha. Một dề luôn nha các bác nha. Bán cho các bác là 380.000. Cho hành số 21 phi điệp vàng nha. Này là hàng rời thôi, vừa bóp trên rừng về nha các bạn nha. Hình số tiếp theo các bác ơi, hình số tiếp theo nha. Cùng này là tiểu quế này. Này là chưa nở nha.
Đây đang có hoa này, đang có hoa chưa nở này. Đang có hoa chưa nở. Hay số 22 tiểu quế 350.000. Cái cục này là nguyên bản nhá, nguyên bản này. À, cái này là chặt về khá lâu rồi, nuôi khá lâu rồi. Nên các bác yên tâm nhá. Chưa nở hoa nhá, hoa nó sắp nở rồi. Bác nào mua về thì có thể chơi hoa bình thường luôn. Đây rất là điểm luôn, 350.000 cho cái cục này tiểu quế hành số 22. Hành số tiếp theo này các bác ơi. Hành số tiếp theo này. Hành số đây này là hành số 23. 550.000. Trong này là thanh đảng sứa nhá. Thanh đảng sứa là hoa trắng này. Hoa trắng họng vàng nhá các bác nhá. Hoa trắng là những trắng nhá. Hoa trắng họng vàng này. Cái dòng này là rất là nhiều hoa luôn này. Cái loài hoa thanh đảng sứa này là rất là thơm luôn. Cùng này là nguyên bản này. Nguyên bản khá to nha. Cùng này rất là to luôn. Bắt thấy chưa? Cùng này nguyên bản này. Các bác quay đằng sau các bác xem này. Đấy. Đây, chia hết cả người của em luôn này. Rất là to luôn nha. 550.000 cho hành số 24. Thanh đạn sứa nha các bác nha. Cái giò tiếp theo này. Nhặn thán tán à. Cái giò tiếp theo là nhặn thán tán nha. Chậu này là rất là vít luôn. Xếp đẹp. Thẳng tưng luôn. Rồi xem đo được bao nhiêu nhá các bạn nhá. 1 gan tai này, 2 gan này, 3 gan tai. 3 gan tai của em 70 nhá, 70 hoặc số 5 nhá, tần tần đấy nhá các bạn nhá. 70 hoặc số 5 cm nhá. Rồi rất là dài luôn. Thấy chưa? Gần mét rồi đấy, gần mét rồi nhá. Nhận thắn tán nhá các bạn nhá. Bán cho các bạn là 3.200.000. Cho hành số 24, 3.200.000 nhá. Rồi. Quay được gần các bác xem. Nó có 1, 2, 3. Có 3 ngồng hoa. Nó có 3 ngồng hoa thôi các bác ơi. 3 ngồng hoa nhá. Lá của nó rất là nhiều. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Được 17 cành lá này. 17 cành lá này. Hà này rất là ít có nhá. Bác nào nhanh tay thì còn nhá. Thế chưa? Chậu nhạn tháng 4 tiếp theo này. Chậu này rất là đẹp luôn này. Các bác thấy chưa? 2, 4, 5 cây nhá. 5 cây nhá các bác nhá. Bán cho bác nào 1.2.000, 1.2.000 cho hình số 25 nhá. 1.200.000 các bác ơi. 1.200.000 cho hình số 26. Có 2, 4, 5 thân thôi. 1.200.000 này, rất là đẹp luôn này. Cho một cái chậu, đảm bảo cái chậu 30 này. Bất thế chưa? Đấy, chơi phải chơi cái loại này mới là đẹp này. Hình số tiếp theo, hình số 27 à. Hình số 27 này. Lên cho các bác một giọt trồn. Hoàn thảo đôi trồn 900.000 nha các bác nha. 900.000 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được 8 ngọn đây nào nhỉ? 9 ngọn. 2, 4, 6, 7, 8. Được 9 ngọn nha. 9 ngọn này. Đây các bác thấy chưa? Được 9 ngọn nha. Bán cho các bác 900.000. Đây kết vào cục lúa này. Rất là to luôn nha. Hình số tiếp theo, hình số 28 nha các bác nha. Đây là cận báo này. Cận báo mà hoa cận báo này. Cận báo này là đặc biệt, cận báo này hoa chơi được khá lâu này. Hoa chơi được hơn tháng nha các bác nha. Hơn tháng nha. Cận báo này. Giờ này thì giờ này tóm lại giờ này thì cũng nhìn cũng ok rồi. Đây. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được 7 ngọn này. Bán cho các bác giá là 250.000. 250.000 cho cái giò cẩn báo này nhá các bác nha. Hình số 28, cẩn báo 250.000.
Hành số 28 cũng là hành kết thúc video của em nhá. Bác nào xem cái giò nào ưng ý thì mua ủng hộ bọn em nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho xin một nút đăng ký kênh và một nút like để bọn em có nhiều động lực để bán siêu tần nhiều loại lan cho các bác nhá.